Rồi chào mọi người, hôm nay mình sẽ chạy cho người một cái chương trình khuyến mãi của một cái bộ combo máy khoan hỏi máy mài của hãng INGCO. Thì trên bàn tới đây là dòng máy khoan 650W và máy mài 710W. Thì một cái bộ combo như thế này anh em mua chỗ này chỉ có 950.000 thôi nha anh em. 950.000 thôi là anh em đã có một cái bộ combo ha, máy khoan hai chức năng và cái máy mài 710W công tắc đuôi đó. 950.000 cho bộ combo này nha anh em. Anh em có nhu cầu thì ghé cái hàng lấy. Thì nếu anh em mua lẻ, thì nó không có giá này nha. Đó, anh em mua lẻ thì nó khoảng gần triệu, nhưng anh em mua combo này nó rẻ lắm. Thì bởi vì mình đã setup những cái bộ combo cho anh em rồi, nói chung thời gian qua những cái bộ combo mình bán rất là nhiều luôn ha, nên mình nó setup liên tục cho anh em như vậy đó. Thì hiện tại bây giờ mình cũng biết là nhiều anh em có nhu cầu mua hàng, nhưng mà dưới 1 triệu ha, combo dưới 1 triệu thì mình setup cho anh em ha, để anh em có thể sử dụng được đó. Thì bây giờ anh em có thể ha, mua bộ combo này 950.000 chưa cần phí ship nha, chưa cần phí ship. Anh em tỉnh cộng thêm tiền ship hàng vô dùm, cũng cộng luôn tiền ship cũng không tới 1 triệu luôn anh em ha. Đó, rồi giờ đi vào chi tiết. Quên, đây là cái dòng máy khoan hai chức năng, khoan nhồi khoan búa nha anh em. Có công suất là 650W, tốc độ quay của nó từ 0 cho đến 3.000 vòng một phút, búa của nó từ 0 cho đến 48.000 nha. Còn cái đầu kẹp này nè, cái đầu trên đây là từ 1.5 đến 13 mm. Công tắc đảo chiều trái phải, công tắc có điều tốc ha, có núm dặn tốc ở đây đó, có tay cầm đầy đủ cho anh em luôn. Mình có hai chức năng khoan nhồi khoan búa nha. Đó, rồi hết rồi đó. Hàng này hàng chính hãng của INGCO, bảo hành cho anh em là 6 tháng nha, bảo hành 6 tháng nha. Phụ kiện gồm một cái tay cầm nè ha, đó, rồi một cái máy, thẻ bảo hành, rồi không có chỗ than gì đấy nha, nó không có chỗ than gì hết đó. Rồi hết rồi nha. Nhiều anh em có mua hỗ trợ than đâu không. Và đây là con máy của chúng ta, 650W. Thực sự với mọi người á, khi mà anh em xài gia đình thì cỡ này là anh em xài đã là quá là khủng rồi ha. Đó, với một cái con máy này hai chức năng, khoan thì khoan tường được luôn ha, khoan bê tông được luôn. Thì khoan bê tông thì nói chung anh em gia đình thì không có khoan lớn ha. Mũi khoan nhỏ nhỏ 8-10 ly đó ha, mình khoan cái đó là mình xài cũng ok rồi. Đó. Bây giờ con này thì không phải là chuyên khoan bê tông, nó sẽ có búa thôi ha, chứ nó không có chuyên khoan bê tông nha. Đây, nếu mà gọi là chuyên khoan bê tông là phải dùng cái đầu gà SDS, dùng búa đục nó mạnh lắm. Còn này chúng ta thể khoan tường được nè ha, khoan tường được, khoan bê tông nhỏ nhỏ được ha, khoan tường mũi 8-10 ly gì đó, này có thể khoan đóng tắc kê ha. Đó, thì công tắc đảo chiều trái phải nằm bên đây, rồi núm điều khiển ha, điều khiển ở đây nó có cái giới hạn cái công tắc nè, chỉnh cái tốc độ của nó, rồi núm này núm khóa nha, khóa luôn công tắc, anh em khóa luôn thì nó sẽ đó, nó sẽ dính luôn ha, nó chạy liên tục. Rồi có cái đầu kẹp mở đây anh em ha. Đó. Thì theo nghĩ nguyên cái bộ này, cái máy đẹp như thế này. Đó, nguyên bộ mà có giá 950.000 thôi, khá là rẻ luôn. Đầu đây là đầu kẹp 13 mm, một nhỏ nhất là 1 ly rưỡi nha. Nhỏ nhất là 1 ly rưỡi. Lớn nhất là 13 mm, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, của hãng INGCO nha anh em. Hàng sản xuất tại Trung Quốc. INGCO đó là một cái thương hiệu của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, hàng chính hãng, phân phối sang thị trường các nước ha. Thì nó dạng hàng xuất khẩu, tiêu chuẩn xuất khẩu nha anh em, tiêu chuẩn xuất khẩu CE đấy. Đó, thì nên anh em nói chung về chất lượng anh em có yên tâm, bảo hành đầy đủ 6 tháng. Anh em nhìn nói chung những cái hàng mà xuất khẩu đặt tiêu chuẩn xuất khẩu là hàng chính hãng là vẫn làm đẹp lắm. Mình cầm anh em có thể nè, anh em có thể xem cận cảnh thấy không? Đó, nhìn những cái chi tiết đường nhựa nha, đường nhựa, đường vân đồ nó rất là đẹp và rất là tỉ mỉ luôn. Đó, anh em ha. Đó. INGCO thì dập nổi trên đây ha. Đó. INGCO là một cái tên là vàng đen rồi. Vàng đen nó đặc trưng của nó rồi. Đây rất là đẹp anh em ha. Đó. Thì mặc dù nó rẻ nhưng mà nó vẫn hoàn thiện đầy đủ nha anh em, chứ nó không phải là nó rẻ là nó làm theo cái dạng như hàng chợ trời, không có phải ha. Đó, cũng rất là đẹp luôn để anh em có thể sử dụng gia đình thoải mái nha. Đó. Dắt cũng vậy anh em ha, dắt cũng rất là chuẩn nè. Có nhiều anh em làm cái dắt mà cái này nè, loại nhỏ kia cắm rất là phiền luôn á, nó dễ bị lỏng lắm. Đó. Rồi ok, cắm điện thử ha. Ok anh em ha. Đó. Cái nút này là khóa đó nè, mình có thể mình chỉnh được ha. Đó, điều tốc nè, anh Nam bóp nhẹ nó qua nhẹ hết chưa? Đó, qua nhẹ hết chưa đó. Đó qua nhẹ. Nhẹ ha. Ok luôn. Thì với cái nút này thì anh em có thể chỉnh tốc được ha. À, mạnh được đó. Bây giờ mình giữ luôn cho anh xem nè. Đó, cái đó nè. Đó, chậm lại ha. Chậm nè. Tăng lên. Đó. Quá tuyệt vời. À. Rồi ok, bỏ qua bên ha, tiếp còn máy mài. Thì mình sẽ để đây con này. Cái tiếp đây là cái con máy mài gốc 710W, công tắc đuôi, dùng đĩa là 100, tốc độ quay nó 11 ngàn vòng một phút, điện 220, 24, 50, 60 Hz, cốt con nhỏ M10, có tay cầm đầy đủ anh em ha. À, công tắc đuôi, than rời nào mà bên ngoài nha. Đó. Thì anh em chỉ có 950 ngàn thôi là mình đã sở hữu một cặp rồi nha. Đây, đầy đủ nè, có mâm bảo vệ nè, rồi tay cầm nè. À, rồi mở nè anh em ha, đầy đủ ha, cũng không có than dự phòng nghe. À, nói chung nguyên bộ này không có cái nào có than dự phòng hết, anh em mua thì lưu ý dùm ha. Đây máy mài 710W rất là đẹp luôn nha. Anh em nào mua combo như thế này thì giá rất là tốt nha, còn mình mua lẻ thì không nói ha, làm rất là sắc sảo nè, thấy chưa, đẹp cực kỳ luôn đó nè. Đó. Đẹp nha. Đây 220, 50, 60 Hz, 710W, tốc độ quay 11 vòng phút, đĩa 100, có M10 rồi. Đẹp anh em ha. Đây dây dắt cũng chuẩn nó hết ha, để anh em có thể xem cận cảnh nè. Đó rất là đẹp luôn. 950 ngàn thôi là anh em đã có một combo như thế này rồi. Đó. Khi mình bật công tắc điện lên á, anh em lưu ý ha, khi mà cắm công tắc điện thì để vị trí số 0 nha, số 0 nó gạt vào số 0 rồi hãy cắm điện vào để cho nó an toàn ha. Đó thì khi cắm điện vào thì chúng ta bật lên thôi. Khá là êm anh em ha, hàng công nghiệp nha, industrial nằm đây. Rồi, rất là đẹp luôn. À, đẹp long lanh luôn. INGCO đẹp nổi trên đây anh em ha. Đó. Thì thằng INGCO này nó làm anh em thấy một vài dòng, cái này nó không có sơn đâu. À, nó dập ra không rồi cái nó phủ thằng lớp ha, nó hơi không có hơi thô. Đó, nhưng mà cái hàng này nó dập ra xong nó còn phủ sơn nữa nè, nó nhúng nè. Cái này nó không có sơn, mình nghĩ là nó nhúng anh em ha. Đó làm lên cái rất là đẹp ha, nhìn cái hình thức bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Nó mặc dù hai cái này là anh em xài thời gian mình để như thế này. Đó, mình để như thế này mình lật lên như này, xài thời gian mình lật lên như thế này. Đó, mình lật lên thì hai cái này lâu ngày nó sẽ bị mòn đi ha anh em ha. Đó. Rồi. Khoan và mài. Đây, một cặp song sinh nha, khoan và mài hầu như gia đình nào cũng sử dụng nha. Gia đình nào cũng sử dụng hai cái này á. Thì cái máy này thì có chức năng đầy đủ anh em ha, chỉ chúng ta cần khoan gì đó chúng ta khoan. Nhưng cái máy mài này nó mới đa năng nè. Anh em có thể mài, có thể cắt sắt, cắt gỗ, cắt gạch, cắt đá, nói chung muốn cắt gì cắt ha, chúng ta thay lưỡi thôi. Tất cả này đều chưa không có lưỡi kèm theo nha. Đó, không có lưỡi kèm theo. Vậy thôi. Đó, nguyên bộ như thế này 950 ngàn thôi nha anh em, 950 ngàn thôi. Anh em có nhu cầu thì tranh thủ qua lấy nha. Đó, tranh thủ qua lấy. Thì thông thường những cái combo mà dưới 1 triệu á bán chạy lắm. Mình để ý những combo mà dưới 1 triệu bán rất là chạy luôn ha. Đó, còn những combo mà trên 1 triệu á bán cũng được, nó không có nhanh. Đó, bởi vì cái nhu cầu hiện tại và một cái phân khúc mà về những cái gia đình á ha, về gia đình á, có nhiều người họ muốn thay đổi những cái máy cũ trong nhà đi, hoặc là trước giờ mình xài được ba cái đồ nội địa, nghĩa địa đồ đó ha, mà dùng điện 110 đó ha, giờ cần qua thay bộ này thật sự quá rẻ, có 950.000 thôi mà anh em được một máy mài, một máy khoan, lại còn hàng mới 100%, lại còn được bảo hành 6 tháng nữa đó anh em á, anh em được quá trời luôn, thì quá rẻ là còn gì, nói chung quá trời rẻ rồi ha, đó quá rẻ luôn. Để anh em cầm thử 950.000 ra bất kỳ cửa hàng nào mua được cái máy mài khoan không, nhà mình đơn giản thôi, cầm 950.000 ra cửa hàng bán tôi một cái máy mài, một cái máy khoan, thì xem coi mình mua được cái có được hàng chất như thế này không anh em ha. Đó nên theo mình nghĩ bộ này nó sẽ là một cái bộ rất là hút ha, đó, rất là hút, quá rất là chạy luôn đó, anh em có nhu cầu thì qua lấy nha. Đó, máy này vẫn bán nha, chứ không phải là đem trưng bày nha, cái nào khi mình đi test thử này nọ hết thì mình sẽ trưng bày cho anh em, còn những cái dòng máy này là mình bán luôn đấy. Rồi ok, anh em có nhu cầu mua tranh thủ liên hệ số điện thoại bên dưới nha, bên dưới màn hình có số điện thoại đang nằm ở bên dưới, anh em có nhu cầu mua thì hãy liên hệ để được đặt hàng nha. Giá 950.000 chưa gồm phí ship, anh em tỉnh thì cộng thêm tiền ship hàng vô dùm. Bộ combo này phí ship tầm khoảng 40.000 nha anh em, phí ship tầm khoảng 40.000 đó, 40 thì cũng cỡ 990 thôi ha, đó 990 thôi. Còn anh em ghé cửa hàng lấy thì 950.000, bên mình bán hàng thông thường như vậy đó, chứ không phải là mình rao lên 950 rồi này ship cho anh em hết rồi mấy anh em ghé cửa hàng nữa thì sao ha, nó không có đúng. Thì do vậy 950 là giá tại cửa hàng, anh em ghé thì được 950, còn ngõ nhà nhận cộng thêm tiền ship hàng giùm anh em ha. Rồi ok, anh em nhu cầu liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Cảm ơn sự chào, hẹn gặp lại.